bạn, thì sau lưng mình đây là phần mộ của tổng thống John Kennedy bị ám sát năm 1963 các bạn. John Kennedy là bạn 1917-1963 nè, đây là mộ của ổng nha các bạn. Hiện tại mình đang đứng một nơi rất là nổi tiếng, đây là ngôi mộ của ông Washington các bạn ạ. Bên phải mình là mộ ông tổng thống Washington, bên trái là vợ ổng nha các bạn. Thì sau đây là mặt sau của nhà nè, để nói cho bạn nghe về gọi là những thứ lịch sử rất là hay ho về ông Washington này. Và mình hứa là tới đây mình sẽ nói về những thứ hay ho hơn cho bạn nghe à, giống như cái áo quần 51 này các bạn. Mình sẽ nói về những gọi là bí mật của Washington. Ổng là một thành viên của hội tam điểm các bạn. Hội tam điểm là gì các bạn? Hội tam điểm nó chia ra làm tổng cộng là 33 cấp bậc. Thì ông Washington này ổng là đứng ở cấp bậc cuối cùng, là cấp bậc số 33, nghĩa là ổng là chùm cuối của trong hội tam điểm. Bây giờ mình sẽ giải thích cho bạn biết là những cái bí ẩn ở tại Washington DC mà ít bạn biết lắm các bạn ạ. Ok các bạn, thì hiện tại là mình đang đứng ở tại tiểu bang Virginia các bạn. Đây là một trong những tiểu bang rất là đặc biệt ở tại Mỹ. Thì đây là nơi sản sinh ra gọi là tới khoảng 5 ông tổng thống đầu tiên ở tại Mỹ thì đều sinh ra tại ở Virginia các bạn. Đó, thì nơi đây là cũng là quê hương cũng phải tới 8 đời tổng thống ở tại Mỹ các bạn. Thì chỗ mình đang đứng đây là nơi rất là đặc biệt. Đây gọi là đồn điền hoặc là nơi cư ngụ, nơi nhà của ông tổng thống đầu tiên ở tại Mỹ ở Washington luôn các bạn. Đây là đồn điền của ổng. Thì sau lưng này, đây là cái mansion, đây là cái ngôi nhà của ông Washington các bạn. Mình vô sẽ khám phá cho bạn coi. Và cũng nơi này cũng chính là nơi mà ông Washington ổng chết và có mộ ổng tại đây luôn. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá nhà của ổng và coi ngôi mộ của ổng. Và mình đang mặc một cái áo rất là nổi tiếng. Đây, cái áo mình đang mặc đây có tên là vùng 51 đặc biệt. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về những cái thuyết âm mưu, những thứ đặc biệt xoay quanh ông Washington và xoay quanh cái thủ đô Washington DC các bạn ạ. Đó, nhớ theo chân mình để mình giải thích cho bạn những thứ hay ho mà bạn chưa bao giờ biết ở tại nước Mỹ này. Đó, mình sẽ đi vô hướng nhà bên đó. Mát mẻ. Trời ơi, cái trái gì với mình. Mày trái là gì với mình? Đây trong bạn trong cây nhà ông Washington với mấy trái bạn thấy không? Ồ, mát không bạn? Đây là trong biệt thự mát mẻ mà cây rồi. Mấy cây này chắc mấy cây này sống từ thời ông Washington tới giờ nha các bạn. Nó tuổi đời chắc phải 300-400 năm rồi các bạn. Đó. Cho bạn xem. Toàn là cây cổ thụ không à. Thì ngày xưa ông rất là giàu. Nguyên cái đồn điền này rất là to các bạn, ông rất là giàu. Bự lắm, nhìn nhìn nè. Cây cổ thụ. Trời ơi, nó to đấy chứ. Đó. Cây cổ thụ nhà ổng ngày xưa là ổng rất là nhiều nô lệ da đen của bạn rất là nhiều. Nên mình nói bạn khi mà bạn muốn khởi nghiệp mà rồi bạn muốn lập quốc hay muốn làm cái gì đó, thì thứ nhất là bạn phải giàu các bạn. Chứ hai bàn tay trắng là trắng bóc không có làm được gì đâu các bạn. Tại vì bạn trắng quá nói ai nghe. George Washington. Trời ơi, cuộc sống ông trang trại yên bình thiệt đó chứ. Ngay tại Virginia. Đó à. Thấy đi đường trong nhà ông thấy mát mẻ không bạn? Mười một giờ 15 là mình được vô. Rồi, cái bé em mấy nào? Hello there. Yeah. I think you're also here for the tour. Yeah. Right, you can join this group right here then. Over this for you. Yeah. Thank you. Sir. Stop right over there. Yeah. She's in training. Slow side kick.
Yeah, chó dễ thương quá. Allow me to bring her to work with me. That was nice. Yeah, so it's a great environment. For you and the girl. Yeah, great for her to learn. Take. So, yeah, there you go. Not really. She's working with it. She has her coat. Con này chó Golden. Golden thông minh lắm. Good. Này là ngỗ. So we ask if you're chewing gum, if you leave it in the trash. You're welcome to take pictures. And we do ask you to wear a mask as you go through the house. The roof is wood too. The roof is wood too. Chả xin gum à? Ok bạn, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vào coi cái ngôi nhà của ông Washington này. Đây là cái gọi là giống như một cái lâu đài vậy, nó bằng gỗ các bạn chứ nó không phải là bằng gạch đâu. Cho đi không chạm vô. Chúng ta sẽ làm một tour đi tham quan nhà ông Washington, sau đó thăm mộ ổng xong. Đó. Cái này là bằng gỗ nha. Nhỏ cộc cộc cộc. Thời cái hòm mà. So we're in the visiting servants hall, original structure, lots of people coming here, they often brought servants with them. Ok các bạn, thì hiện tại mình đang đứng trước tòa nhà của Tổng thống Washington các bạn. Đây là cái mansion bự lắm, nãy mình mới đi tham quan hết trong rồi. Ở trong đó nó không có cho quay phim cho các bạn coi. Thì thank you. Yeah. Yeah, yeah, thank you man. Đó các bạn, đây là cái tòa nhà của ông Washington. Vô đó rất là nhiều phòng. Rồi cái phòng ổng vô tham quan thấy phòng ổng chết luôn bạn. Ổng chết ở trên tầng 2 á. Có cái phòng chết tầng 2, ổng bị chết vì gọi là bị đau họng, bị ung thư vùng họng. Giống như là ổng đi trượt đi tuyết. Chỗ này á là mùa đông có tuyết nha các bạn. Ổng cưỡi ngựa đi tuyết. Xong rồi cái ổng bị viêm nhiễm rồi lạnh các bạn. Thì ổng về nhà ổng nằm thì ổng chết vì bệnh đau họng. Thì trong đó là đa số là hàng original của ổng đầy đủ hết. Trong đó thì mới tham quan xong, chủ yếu là mình coi cho em biết là cái gia sản của ổng thật sự là nó rất là giàu. Ngay trước khi làm tổng thống ông Washington này ông rất là giàu các bạn. Ông có rất là nhiều nô lệ, vô nhảy coi là ông đọc sách là có nô lệ là nó quạt cho ổng hai bên rồi này nọ các kiểu các bạn. Rất là xịn nha, trong đó giờ giường nệm này nọ các kiểu. Ông thích màu xanh các bạn, ông thích màu blue rồi màu green rồi các bạn. Nói chung là màu trong đó. Đây là cái chỗ này là cái gian bếp. Chỗ này là gian bếp. Ở bên này là cái phòng chính là phòng đọc sách, thư viện, tùm lum tà la hết. Còn cái hướng này là những cái thứ nhà dạng như nhà kho, nhà đồ, nhà cho mấy nô lệ ở, rồi nhà tiếp khách tiếp đồ các bạn. Chuồng gà, chuồng heo, chuồng chó, chuồng ngựa tùm lum á. Đó, nguyên cái gia sản ổng to lắm bạn. Đi qua đây cho bạn coi cái view ổng đúng đẹp luôn, view đúng ăn tiền luôn các bạn. Đây. Chỗ này có rất là nhiều phòng. Đây. Đây ổng có cái view đẹp lắm bạn. Đây. Người ta đang sửa nhà các bạn. Đang sửa nhà lại. Đây đây các bạn. Trời cái gia sản nhìn khủng quá mình. Đây là phía mặt sau của nhà của ổng rồi các bạn. Trời ơi, cái hồ nước đẹp, nhìn qua con sông này, gọi là con sông mà chạy dọc qua tới thủ đô Washington luôn. Bạn, con sông tên sông gì mình? Tên là Patchiton, mình khó nhớ, con sông nó khó nhớ tên quá bạn. Thì đây là cái hàng rào rồi dựng rồi ở dưới, dạo mát rồi, trời ơi, cái gia sản nhìn khủng chưa? Rộng lắm, cái này phía bay lên cam lên bạn mới thấy, nhưng mà chỗ này là cái khu kiểu như bảo tồn nên mình không có bay nha. Thì sau đây là mặt sau của nhà nè. Mặt sau của cái tòa mansion, mansion là biệt thự. To hơn biệt thự. Đó các bạn, nó có dạng như palace. Đó, to không? Ngày xưa cách đây là cái tòa nhà từ khoảng từ năm 1750 các bạn. Thì là cách đây tới giờ là khoảng nhiêu năm rồi mình? Khoảng 300 năm. 300 năm hồi xưa ở một cái gia sản mà người ta xây vẫn cấu trúc y chang giữ nguyên vậy. Là rất là giàu, nô lệ rất là nhiều các bạn. Đó, bây giờ ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua thăm. Bây giờ chúng ta sẽ qua ngôi thăm ngôi mộ ông Washington. Ông chết xong chôn được trong chính ngay cái gia sản điền trang của ổng luôn. Để nói cho bạn nghe về gọi là những thứ lịch sử rất là hay ho về ông Washington này. Và mình hứa là tới đây mình sẽ nói về những thứ hay ho hơn cho bạn nghe. Giống như cái áo quần 51 này các bạn. Mình sẽ nói về những gọi là bí mật của Washington. Ok. Đi. Ice House. Trời ơi, cái nhà này là cái nhà đá. Cái chỗ này là gọi nhà ủ. Nhưng bên Việt Nam mình gọi là cái tủ lạnh đó bạn. Đây là giống như cái tủ lạnh thế kỷ 18. Thì bạn nhìn nè.
thế kỷ 18, nếu mà cái đây là một dạng một luxury item giống như cái đồng hồ mình đang đeo là Rolex à, thì dành cho nó hả chill lên rin uống bia uống rượu và có đá rồi ăn cà ăn kem ăn đồ, bạn thấy không, dành cho gọi là nhà giàu mới có mấy cái chỗ này, nhìn ra cái hồ dưới này nè, thấy không, đây là cái tủ lạnh thế kỷ 18 nha các bạn, trong này đó, nhà ông chỗ đó ông đi xuống à. Ok bạn, hiện tại mình đang đứng một nơi rất là nổi tiếng, đây là ngôi mộ của ông Washington các bạn ạ. À, thì bạn thấy không, Washington Tomb, Silent and Respect, yêu cầu giữ im lặng và tôn trọng. Thì đây là ngôi mộ mà ngôi mộ mới, lúc ổng chôn là một chỗ khác ở trong này, nhưng mà sau đó ổng di dời ở chỗ này chơi chôn chung với bà vợ ổng đó. Thì xung quanh chỗ này là rừng cây rừng đồ, đây là khoảng trong là cái đồn điền điền trang của ông Washington nha các bạn. Ok giờ theo chúng mình vô trong này đó, coi thứ ngôi mộ ổng bây giờ hiện giờ ra sao. Đây các bạn, bên phải mình là mộ ông tổng thống Washington, bên trái là vợ ổng nha các bạn, bên thế gần gần không, bên trái là vợ, bên phải là Washington. Ok này có cái chỗ đó, mình mới vừa quay cận cảnh cho bạn coi mộ ông Washington nằm trong đó bằng cái đá cẩm thạch gì đó rất là đẹp bạn. Thì mộ ổng với lại vợ ổng nằm cùng một chỗ, đây là cái chỗ mới người ta di dời qua nha các bạn. Đó thì mình đi ra ngoài đây mình sẽ nói kỹ hơn về ông Washington này, các bạn biết tại cái chỗ này là chỗ tôn nghiêm thì mình không thể đứng trên trước cái mộ của gọi là cha già dân tộc của nước Mỹ, thì rất là nhiều người Mỹ respect ông Washington này, thì mình không thể đứng nói về những điều chém gió và nhiều thứ được các bạn. Đi ra đây một xíu. À ok, à đây trong này là rất là rộng, trong này điền trang điền viên của ông Washington trong này bạn nhìn đó, từ cái mộ xong nhìn qua đây nè, cây cối mát mẻ kinh khủng luôn, cũng là một mảnh đất rộng lắm, đi sao mà cho hết nổi. Đây Slave Memorial, chỗ này là tưởng niệm những người mấy người mà làm nô lệ các bạn, nô lệ ngày xưa ổng nuôi rất là nhiều nô lệ để làm phục vụ trong này, chứ thật sự là nếu một mình không thể nào mà chịu nổi được hết, đúng không anh? Rồi bây giờ mình sẽ qua review cho bạn coi là cái lầu năm góc ở tại Mỹ luôn, ở tại Washington DC, thì chỗ này gần lắm, chỗ về senior chạy lên đó chỉ có 20 phút à. Thì đây là tại mình muốn review cho bạn coi thử là lăng mộ của ông Washington, cho bạn biết là cha dân tộc của Mỹ hiện giờ nằm ra sao. Thì bạn thấy nằm trong cái điền viên, trong ngôi nhà và được canh gác bởi một anh bảo vệ rất là đơn giản bình thường, nhưng mà nếu mà tính các nước khác mà cha già dân tộc á thì thường là được gọi là bảo quản rất là nghiêm ngặt, rồi 3-4 lớp bảo vệ này nọ các kiểu rất là kỹ, đúng không bạn? Thì ở tại Mỹ thì nằm rất là đơn sơ các bạn ạ. Người gọi là sáng lập ở nước Mỹ thì nằm một chỗ rất là yên tĩnh, đơn sơ. Thật sự nếu sau này mình mà chết là mình cũng muốn vậy các bạn. Yên tĩnh, đơn sơ, nằm trong cái điền chiên to khoảng tầm mấy chục hectare là được rồi các bạn. Ok, tại vì chỗ này là nơi thanh tịnh nên mình sẽ không có nói nhiều về hội tam điểm cho bạn biết à. Rồi nói về những thứ mà hay ho về ông Washington này và xây dựng DC như thế nào, thì mình lên trên thủ đô Washington thì mình sẽ sau khi cho bạn cái nhìn tổng quát hết về thủ đô Washington, về lăng mộ của ông Washington, rồi lên review lầu năm góc mình sẽ giải thích kỹ cho bạn nghe về cấu trúc kiến trúc của tại thủ đô Washington cho bạn biết các bạn à. Tại hôm nay mình mặc cái áo này là bạn biết là mình sẽ nói rất là nhiều thứ hay ho bí ẩn. Ok bạn, thì hiện tại mình đang đứng ở tại thủ đô Washington các bạn DC. Thì cái chỗ này mình đang đứng gọi là Arlington National Cemetery, đây là một nghĩa trang gọi là quốc gia
Chỗ này thì bạn thấy rất là đẹp, sông xanh, xung quanh mình là toàn là nghĩa trang không các bạn. Thì để vô nghĩa trang này là bạn phải qua nó soi chiếu, rồi quét hành lý tư trang rất là nghiêm ngặt. Thì tại sao mình đứng cái chỗ này các bạn? Thì chỗ này là có một cái rất là đặc biệt nổi tiếng, đó là nơi chôn cất của vị cựu tổng thống John Kennedy các bạn. Ông đã bị ám sát năm 1963, thì được chôn tại đây, và mình sẽ review cho bạn coi là tại sao mình lại đi thăm ông đó trước khi mình đi qua thăm lầu Năm Góc, và mình nói cho bạn biết những thứ hay ho ở tại thủ đô Washington này gắn liền với lại ông tổng thống Washington. Thì phía bên cạnh của nghĩa trang Arlington này đó là lầu Năm Góc nha bạn, nơi đây là chôn cất những binh lính gọi là của Hoa Kỳ tử trận ở cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai, rồi chiến tranh Triều Tiên, và đặc biệt đó là tại chiến tranh Việt Nam các bạn. Ở đây là những chiến sĩ vô danh đó, có nghĩa là những chiến sĩ này của Hoa Kỳ đi đánh chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai, rồi chiến tranh Triều Tiên và Việt Nam thì được chôn cất ở đây, nó là vô danh các bạn đó, cho bạn biết. Nhưng mà mình sẽ không có thăm cái đó, mà sẽ thăm cho bạn coi là ông John Kennedy, ok chưa? Thì đây là nghĩa trang rất là to và bự, nằm ngay trên cái đồi chỗ này, là nhìn thẳng qua bên thủ đô Washington DC luôn các bạn, nằm ngay nhìn qua Nhà Trắng luôn các bạn. Ok, theo chân mình cho mình coi cho bạn coi mộ của ông Kennedy bị ám sát rất là nổi tiếng các bạn ạ. Đây, dọc đây là những cái bia mộ họ làm đều cực kỳ đẹp luôn, nó thẳng quá. Thẳng chưa bao giờ được thẳng, thẳng hàng thẳng tắp luôn bạn, quy hoạch rất là đẹp. Đó, đã nhìn xéo qua này nó cũng rất là thẳng nha các bạn. Lên tới đây nè, bạn nhìn qua đây nè. Đó, một hàng thẳng tắp. Đây, nó giống như một cái con đường đại lộ chạy, bạn nhìn từ đây là nó chạy thẳng một mạch. Đó, bạn nhìn thấy đường thẳng này nó vẫn chạy thẳng một mạch, bạn nhìn thấy đường xéo này thì nó cũng rất là đẹp. Nó nhìn thấy đường xéo này cũng cực kỳ thẳng các bạn. Hầu như bạn nhìn đường nào nó cũng đều rất là đẹp. Rồi đây. Thì sau lưng mình đây là phần mộ của tổng thống John Kennedy bị ám sát năm 1963 các bạn. Thì nằm trong một cái khu riêng biệt luôn. Cái khu này là nó đứng trên đồi này, bạn sẽ nhìn thấy được thẳng ra thủ đô Washington luôn các bạn. Rất là đẹp. Đi lên đây cho bạn coi thử là cái mộ tổng thống John Kennedy giờ nằm như thế nào nè. Chỗ đây, bạn thấy một cái đốm lửa đang cháy không? Đây. Đây nè, mình đi tới gần gần bạn thấy nè. John Kennedy là bạn 1917-1963 nè, đây là mộ của ổng nha các bạn. Hình thánh giá. Thì nằm bên cạnh đây. 1994. Chắc đây là vợ hả Minh? Ừ. Đó, con gái. Mà nhìn hướng xa xa kia là có cái đồi Capitol trên đó mà rất là xa. Người ta đang thăm rất là đông mà, đi xuống nha. Ok. Thì đứng từ chỗ cái phần mộ của John Kennedy, bạn sẽ nhìn thấy thẳng luôn cái đài tưởng niệm Washington luôn. Thì những cái thiết kế rất là độc đáo tại thủ đô Washington này, mình sẽ nói cho các bạn biết rất là nhiều thứ hay ho để các bạn dễ nắm nè. Đó, bạn thấy sao, thấy thiết kế đẹp không? Ok các bạn, sau khi dẫn bạn coi của mộ của tổng thống của Washington xong, thì bây giờ mình sẽ quay lại chỗ này để mình nói cho các bạn biết về những thứ hay ho hấp dẫn, về những loại thuyết âm mưu, những cái bí ẩn của hội tam điểm ở tại nước Mỹ và này, và cụ thể tại Washington DC này cho các bạn biết. Đó, thì các bạn biết hội tam điểm là gì các bạn? Hội tam điểm ở đây là một gọi là cái hội bí ẩn các bạn, ở trên thế giới đây là hội kín. Hội này là được lập ra từ bên Scotland, nó bên Anh các bạn ạ. Sau đó thì nó di ra qua tới bên Mỹ này luôn. Thì ông Washington á, ổng là một thành viên của hội tam điểm các bạn. Hội tam điểm này á, thì bạn biết cái logo của nó là hình khum ba, rồi cái thước kẻ vuông các bạn, ở giữa có chữ G, cái nghĩa là hình học các bạn. Thì cái hội này là chuyên về tập hợp là những người gọi là giàu có, thông tuệ, rồi có chức sắc quyền lực ở trên thế giới các bạn ạ. Thì bạn biết khi mà thành lập nước Mỹ này á, thì có rất là nhiều người gọi là công thần của nước Mỹ này là thành viên của hội tam điểm. Thì trong đó là Washington là đứng đầu, gồm có bạn lúc mình review với bạn Louis Rushmore thì bạn biết rồi đó, có Washington là đúng không? Rồi tiếp theo ông thứ hai là Thomas Jefferson, ông này là ông đọc bản tuyên ngôn độc lập thì bạn biết rồi đó. Đó, rồi bạn có thể tới ông tổng thống thứ ba, thứ hai đó là John Adams. Rồi ông
Franklin Benjamin. À, ông Benjamin Franklin là ông có tiền, có mặt trên tờ tiền gọi là 100 đô la các bạn. Đó, thì những người mà khai quốc công thần của nước Mỹ này là hầu như là chiếm 1/3 là theo hội tam điểm. Đó là lý do tại sao bây giờ mình sẽ giải thích cho bạn biết là những cái bí ẩn tại Washington DC mà ít bạn biết lắm các bạn ạ. Bạn biết tới Nhà Trắng, bạn biết tới tòa nhà Quốc hội sau lưng mình. Rồi bạn nhìn qua tới đây là bạn biết tới cái đài tưởng niệm Washington. Đó, thì bạn nhìn thấy không? Đài tưởng niệm Washington được xây dựng theo cái mình nói là cái trụ mặt trời của Ai Cập. Đây là kiến trúc của Ai Cập cổ đại. Sau lưng mình này á, là một kiến trúc kiểu như thời của La Mã. À, một mái vòm tròn. Và cái Nhà Trắng nằm phía hướng bên này mình review cho bạn coi rồi đó. Thì đó là Nhà Trắng kiến trúc theo kiểu của Hy Lạp. Thì nó kết hợp giữa là Hy Lạp, La Mã rồi Ai Cập cổ đại rất là nhiều. Thì đó là những cái thứ mà hội tam điểm đang theo đuổi các bạn ạ. Như dụ như mình nói cho bạn biết, cái mái vòm của tòa nhà Quốc hội này nè, đây là một cái mái vòm. Bạn thấy cái trụ ở dưới nó không? Có tổng cộng là 33 trụ. À, và mỗi trụ như vậy là cao 3m3, là số 33 các bạn ạ. Tại sao lại số 33 các bạn? Thì bạn biết đó, hội tam điểm là một cái hội là thờ gọi là cũng là rất là coi trọng cái số 33 và số 13. Bây giờ mình nói trước các bạn số 33 là gì thì mình chỉ cho bạn biết rồi đó. Số 33 đó là gắn với tòa nhà Quốc hội rồi, có rất là cái trụ này mình nói rồi đó. Đó là số 33. Và cái kiến trúc sư mà xây dựng cái thành phố Washington DC theo lệnh của ông Washington đó, đó là ông kiến trúc sư người Pháp. Thì ông này cũng là thành viên của hội tam điểm theo chỉ đạo của tổng thống Washington đó. Và ông đã xây và ông giấu ở dưới thành phố Washington này rất rất là nhiều điều bí ẩn và lồng ghép về tôn giáo và những cái gọi là đặc điểm nhận diện của hội tam điểm các bạn. À, thì nếu mà bạn nào mà fan của mật mã Da Vinci thì bạn sẽ biết về hội tam điểm này rất là nhiều, tại ông Dan Brown này ông viết rất là nhiều về hội tam điểm này. Hội tam điểm rồi các cuốn sách về sau giống như là Pháo Đài Số rồi về thiên thần và ác quỷ rồi mật mã Da Vinci, rất là nhiều về hội tam điểm đó thì mình sẽ không có nhắc nữa. Nhưng mà nếu mà bạn thích nghiên cứu sâu về hội tam điểm thì nhớ coi những cái quyển sách của ông Dan Brown đó. Thì bạn nhìn từ tòa nhà Quốc hội sau lưng của mình đó, nhìn thẳng qua bên đài tưởng niệm Washington và nhìn tiếp tục thẳng qua chỗ đó mình review cho bạn luôn rồi đó, thì là nhà tưởng niệm của Lincoln. Một đường thẳng từ nhà Quốc hội thẳng qua tới đài tưởng niệm Lincoln. Hướng bên này là Nhà Trắng nha các bạn. Nhà Trắng hướng bên này và kéo thẳng từ Nhà Trắng dọc qua tới đài tưởng niệm của Thomas Jefferson. Thì là ai thì các bạn coi nút subscribe thì sẽ hiểu. Thì nó tạo thành, đây là hướng mình đang đứng nè. Đây là hướng từ tòa nhà Quốc hội đi tới đài tưởng niệm Washington tới ông Lincoln. Đây là Nhà Trắng. Đây, Nhà Trắng đi tới giao chỗ đài Lincoln. Chỗ này là giao của Thomas Jefferson. Thì nó tạo thành một chữ thập rất là to. Mình sẽ để hình trên video cho bạn dễ hình dung. Thì nó tạo thành một chữ thập. Đây là một chữ thập rất là bự. Đó là biểu tượng của thánh giá của bên đạo Cơ Đốc giáo các bạn. Thì Chúa Giêsu bị đánh đóng đinh trên cây thánh giá đó các bạn. Đó, thì nước Mỹ, bạn biết ở trên đồng tiền của nước Mỹ ghi chữ In God We Trust. Đây là gọi là chúng tôi tin vào Thiên Chúa các bạn. Thì đa số những người mà khai quốc công thần của nước Mỹ là đều theo đạo Cơ Đốc giáo. Và đó là lý do tại sao mà họ thiết kế, họ design cái thành phố Washington DC này rất là nhiều ẩn trụ về Cơ Đốc giáo, về Thiên Chúa và về hội tam điểm đó. Thì nếu mà bạn không để ý, bạn nhìn kỹ thì tòa nhà Quốc hội này, cái mặt này là hướng về hướng Tây, mặt này là hướng về hướng Tây, ở sau là hướng Đông. Thì Nhà Trắng bên này là hướng Bắc và hướng Nam. Thì bạn thấy á, hai cái tòa nhà này nó không nằm cùng một cái đường, nghĩa là nó không có đối đầu nhau, có nghĩa là bên chính quyền và bên nghị viện là Quốc hội, nghĩa là nhân dân là không có đối đầu nhau. Đấy, các bạn hiểu không? Nghĩa là cái chính quyền nó luôn luôn tồn tại với nhau, nó không có bị gọi là xung đột lẫn nhau. Đó là cách gọi là thiết kế rất là hay của ông người Pháp là trong hội sinh viên hội tam điểm. Thì ông Washington, thì bạn biết hội tam điểm nó chia ra làm tổng cộng là 33 cấp bậc, trong đó có 3 cấp bậc lớn, ví dụ như là bạn là học viện, sau đó bạn lên thợ, sau đó bạn lên là gọi là chuyên gia thầy. Thì ông Washington này, ông là đứng ở cấp bậc cuối cùng là cấp bậc số 33.
đó, nghĩa là ổng là chùm cuối của trong hội tam điểm, cái nên bạn biết là nên ổng lên là khi mà ổng lên làm tổng thống, ổng lựa chọn Washington DC này á, mà tại sao ổng không lựa chọn là New York hay là Philadelphia hoặc là Boston, đó là những địa điểm mà rất là nổi tiếng, tại vì đó là nơi mà khi mà cuộc cách mạng Mỹ nổ ra các bạn, thì đó là những địa điểm mà giống như là địa điểm chiến trường ngày xưa vậy các bạn, à là những bang trọng điểm. Nhưng mà ổng không lấy New York làm thủ đô. Lúc mình video New York mình nói rồi là ngày xưa New York là cố đô hoặc là Philadelphia, nhưng mà họ lại lựa chọn Washington DC, tại vì Washington DC chỗ này nó hội tụ đầy đủ những cái yếu tố phong thủy rất là hợp để xây dựng thủ đô đó. Có nghĩa là ổng vẫn quan tâm tới phong thủy rất là nhiều, tại vì bên hội tam điểm họ quan tâm tới phong thủy rất là nhiều, tại vì hội tam điểm là thờ về thiên văn, họ nhìn thiên văn và họ thờ với các con số tự nhiên, gọi là những số đẹp, những số hoàn hảo đó, bạn hiểu vấn đề đó nha. Thì á, cái số 33 mình nói trên vòm máy quốc hội á, là có 33 cột cao 3.3 mét, tương ứng với lại năm Chúa Giêsu mất, cũng là số Chúa Giêsu chết khi đóng đinh là năm 33 tuổi các bạn ạ. Khi Chúa Giêsu chết năm 33 tuổi á, thì Chúa Giêsu trở nên bất tử, không còn làm người phàm nữa. Thì đó, theo hội tam điểm đó, họ nghĩ đây là con số gọi là số vĩnh hằng. Thì khi xây một cái tòa nhà quốc hội của nhân dân như vậy á, cái máy vòm đỡ tới 33 vậy, đây là số bất tử, nghĩa là chính quyền của Mỹ là nghĩa là trường tồn với thời gian, không bị sụp đổ các bạn ạ. Rất là nhiều cái thứ mà hay ho giấu ở tại Washington DC mà nhiều khi mà bạn không biết, nên hôm nay mình sẽ nói tà cho bạn biết, lồng ghép với nhau. Thứ hai nữa, bạn có biết đó là cái con số 13. Đây có con số 13 này là đối với phương Tây rất là xui xẻo. Số 13 này á, thì bạn biết đó, là ở các khách sạn ở phương Tây hay là châu Á bây giờ họ cũng không có muốn xây khách sạn tầng số 13 luôn. Và cái thứ 6 ngày 13 là ngày cực kỳ đen đủi. Đối với phương Tây họ rất là ghét cái số ngày 13. Vậy thứ 6 ngày 13 là cái gì các bạn? Để mình quay ngược lịch sử về thời khoảng 700 năm trước. Thì vào ngày thứ 6 ngày 13 năm 1314, thì tại Paris, Pháp, thì một cái sư phụ gọi là sư huynh của hiệp sĩ Dòng Đền. Hiệp sĩ Dòng Đền là gì, mình sẽ giải thích cho bạn khi mình qua Pháp và qua Anh, mình review bên đó rất là nhiều hay. Tại vì bên Pháp với bên Anh á, đánh nhau rất là nhiều, có những cái cuộc chiến trăm năm, cuộc chiến hoa hồng rất là hay. Thì mình sẽ để dành review bên châu Âu, mình sẽ không nhấn mạnh về hiệp sĩ Dòng Đền bên châu Âu, mình sẽ dành bên châu Âu mình nói tiếp. Thì cho bạn biết là cái ông sư phụ của hiệp sĩ Dòng Đền, ổng bị gọi là hỏa thiêu trên vàng hỏa thiêu. Thì lúc này ổng lên vàng hỏa thiêu, ổng chù ẻo vua gọi là vua Philip IV của Pháp, lúc đó là vua gọi là vua Philip IV, rồi ông Đức Giáo Hoàng gọi là Clement là năm, rồi ổng rủ luôn cả thủ tướng Pháp lúc đó luôn là một năm sau là sẽ bị chết mà đau đớn vật vã. Thì ổng chù như vậy các bạn. Thì đúng một năm sau luôn, uống một năm sau thì ông vua Philip IV của Pháp ngã ngựa chết, ông Đức Giáo Hoàng cũng bị tắc ruột non chết, rồi ông thủ tướng Pháp treo cổ chết luôn các bạn. Thì lúc đó người dân Paris mới mất hồn, ghim nhớ lại cái lời mà họ rủa của ông sư phụ của hiệp sĩ Dòng Đền. Thì mới truyền lan rộng khắp cả châu Âu, xong truyền qua tới Mỹ này nọ luôn. Thì họ bắt đầu sợ số 13 các bạn, họ sợ số 6 ngày 13 đó. Nhưng mà đối với hội tam điểm thì họ cho số 13 đây là một con số gọi là thiêng liêng. Con số này là gọi là đặc biệt các bạn ạ. Bạn ví dụ như bạn thấy là ở theo đạo Cơ Đốc giáo thì Chúa Giêsu có tổng cộng là 12 tông đồ, thì 12 tông đồ đó xoay quanh Chúa Giêsu là tổng cộng là có 13 người đúng không các bạn? Rồi có 12 chùm sao hoàng đạo xoay quanh mặt trời. Đó, thì tại họ thích về thiên văn mà các bạn. Rồi tiếp theo nữa là mình cho bạn coi một cái tờ tiền rất là nổi tiếng của Mỹ. Đây là tờ 1 đô la. Ok. Đây chúng ta sẽ nhìn vô tờ 1 đô la này và mình cho bạn coi là chỗ này nó có một cái biểu tượng rất là nổi tiếng, nó là hình kim tự tháp, ở trên này có một con mắt. Thì mình sẽ cho bạn coi một cái hình để bên này trên video luôn để cho bạn dễ hình dung. Thì giờ mình sẽ nói về cái tờ 1 đô la này rất là hay. Thì trên tờ 1 đô la này đều có chữ là In God We Trust. Thì cái logo này là biểu tượng của hội tam điểm. Thì đầu tiên mình nhìn vô lên cái kim tự tháp này, mình sẽ nhìn thấy có dòng chữ gọi là Anos Self-BTX gì đó. Nói chung là đây là bản đếm sẽ có là 13 chữ. 13 chữ này có nghĩa là Chúa phù hộ chúng ta. Đó. Và cái kim tự tháp này có tổng cộng là có 13 bậc. Kim tự tháp này có 13 bậc nha các bạn. Và bạn nhìn nữa, con mắt đây là con mắt của Chúa, của Thiên Chúa quan phòng nhìn xuống là bảo vệ cho nước Mỹ. Và trên cái tờ đồng tròn này, nếu mà bạn vẽ một ngôi sao David, đây là ngôi sao David là cũng là một biểu tượng của hội tam điểm, là ngôi sao 6 cánh.
ngôi sao sáu cánh này nếu mà bạn lắp vô trên này nó sẽ ra một cái chữ gọi là chữ Mason. Mason đó là tên của hội tam điểm, thì tên của hội tam điểm tên tiếng Anh gọi là Freemason. Free đó, biết Mason nghĩa là thợ nề. Thợ nề thì rất là hot rồi các bạn, dạo này bạn lên Facebook bạn biết rồi, bây giờ là dịch giả học gì, học là phụ hồ đúng không các bạn? Thì đó, phụ hồ nghĩa là thợ nề, ngày xưa gọi chữ Mason là phụ hồ thì gọi là thợ nề cho dễ hiểu. Thợ nề là những người đặt những cái nền móng xuống để xây nhà, những cái gạch xây lên những kim tự tháp gì đó gọi là thợ nề Mason. Và trước từ Mason gọi là Freemason, có nghĩa là đặt người, những người đặt nền tảng cho sự tự do, sự khai phá kiến thức, những thứ mà bí ẩn đối với con người mà bị che giấu. Là cái hộ này muốn đem những cái thứ mà bí ẩn của con người che giấu để khai sáng với lại họ nhân loại. Giống như mình nói ví dụ như là ở Mỹ có cái chữ nè Area vùng 51 là được che giấu, nghĩa là người ngoài hành tinh đó các bạn, là bị che giấu thì con người không biết. Thì cái hội này giống như cái hội là muốn đem những cái sự mà sự thật, những đồ mà bị che giấu muốn đưa ra trước ánh sáng. Thì đó là cái tôn chỉ của cái hội này các bạn, đó là tại sao họ tập hợp những người mà rất là thông thái, có kiến thức về thiên văn học, về kinh tế, chính trị, địa lý rất là giỏi. Phải giỏi mới vô được cái hội này, và có rất là nhiều bí thức huyền bí để được gia nhập vô cái hội này. Và khi vô hội vô tam điểm bạn gọi là sư huynh, sư đệ, sư phụ. Gọi là vậy bạn hiểu không? Ở Việt Nam mình có cái gọi là huynh đệ ơi rồi các kiểu giang hồ đó các bạn, thì bên hội tam điểm này cũng gọi là sư huynh sư phụ rồi các bạn hiểu không? Thì khi gặp họ sẽ ra những dấu hiệu bắt tay, bắt đầu những cái bí ẩn của hội để nhận biết lẫn nhau. Đó. Thì ông Washington này, ổng là trong cái hội đó cho bạn dễ hiểu. Tại mình mới qua thăm mộ ổng xong, mình tính đứng đó để nói cho bạn biết về ông Washington, nhưng mà thật sự cái chỗ đó là chỗ mà người ta đang nằm xuống, mình còn phải repeat các bạn à. Nên mình không thể đứng nói giải thích được, nên phải đứng chỗ này quốc hội này sẵn giải thích cho bạn hiểu luôn. Đó. Và thứ hai các bạn bị biết đó, là cái con người của mình nó cái số 33, ví dụ con người của mình là có 33 cục sống đó, cục sống mình có 33 cục sống lúc mà bạn dựng con người lên. Thì hội Manson họ nghĩ là con người là trung tâm của vũ trụ các bạn à. Thì khi Thiên Chúa tạo ra con người á, thì con người á, rõ ràng là trung tâm của vũ trụ không? Thì họ nghĩ là như vậy các bạn. Nên á, cái số 33 là nó gắn liền rất nhiều thứ hay ho, số 33 và số 13. Đó, các bạn nhớ nha. Rồi, tiếp theo nữa là các bạn biết là cái dấu chuyện của quốc huy của nước Mỹ. Bạn nhìn thấy, chắc mình lấy cái điện thoại ra cho bạn coi cái quốc chuyện của con quốc huy đó. Hay là mình để trên gì quên rồi. Trên hình, trên màn hình cho bạn coi cái chuyện của con của nước Mỹ. Thì nó là một con đại bàng, một con đại bàng ngậm một cái dải ruy băng, và hai tay hai cái chân của nó nắm một bên cành ô liu và một bên là cái cung tên. Thì bạn nhìn kỹ vô đó bạn sẽ thấy là một cái cung tên, bạn đếm sẽ đúng là số 13 luôn nha các bạn. Bạn sẽ là 13 cái cung tên, và cành ô liu đó bạn đếm có 13 lá hoặc là 13 hạt ô liu đó. Cái miệng nó ngậm một cái dòng chữ. Đấy, nếu bạn nhìn cái dòng chữ đó thì nó đầy đủ là 13 chữ luôn nha các bạn. Và trên đầu nó là tượng trưng cho 13 bang của nước Mỹ. Và khi mà thành lập nước Mỹ á, thì ông Washington ổng thấy là đây là một điểm tốt. Tại vì lúc đó là có 13 bang đầu tiên, 13 bang thuộc địa đầu tiên của Mỹ là giành được độc lập, là thành Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thì số 13 rất là hơn, tại vì ổng là người trong hội tam điểm là tôn thờ số 13 và số 33. Đó. Nói chung là tất cả những thứ ở Washington DC này khi mà xây dựng lên đều có chủ đích, chứ không phải là tự nhiên từ các con đường dọc ngang ở tại Washington DC đánh số. Ví dụ như bạn nhìn thấy con đường dọc ở tại cái bàn cờ ở tại Washington DC là đường dọc nó đánh theo số từ số nhỏ nhất lên số lớn nhất, và đường ngang nó đánh theo số từ địa chữ cái đầu tiên cho đến chữ cái cuối cùng đó. Nghĩa là nó đánh số này nọ rất là kiểu như hội tam điểm các bạn ạ. Rất nhiều thứ ở đây là xây dựng là gọi là theo phong thủy. Bên về Trung Quốc có chữ phong thủy, thì ông Washington DC ổng là người cũng tôn thờ sự phong thủy đó. Khi mà phong thủy mà tốt thì bạn biết khi mà cái tòa nhà quốc hội này nè, khi mà ổng đặt cái viên gạch đầu tiên xây dựng lên tòa nhà quốc hội là vào ngày 18 tháng 9, thì bây giờ cũng là chuẩn bị là lúc là tới cái ngày gọi là kỷ niệm của đặt cái viên gạch đầu tiên xây dựng quốc hội Mỹ rồi đó các bạn. Thì cái ngày này là cái ngày chùm sao vệ nữ gọi là nhìn thấy được mặt trời, đây là một ngày hơn trong gọi là trong thiên văn thời mà ông Washington sống đó. Đây là ngày tốt để gọi là khởi công xây dựng công trình, hoặc là để dựng nước các bạn, để lập nước. Thì đó là ngày hơn, thì ổng đặt viên gạch đó đúng cái ngày hòn đảo rất là tốt đó các bạn. Nên nước Mỹ mới tồn tại tới giờ và rất là phát triển rất là mạnh. Và khi ổng làm cái nghi thức mà đặt viên gạch xuống tòa nhà quốc hội á, thì ổng làm đúng theo phương thức của gọi là hội tam điểm luôn. Nghĩa là hội tam điểm là các sư huynh mà đứng trên bằng tầng thứ 33 là tầng cao nhất, là làm cái nghi thức gọi là nghi thức của hội tam điểm. Như thế nào thì mình không đào sâu. Ok không?
Thì nó giống như là kiểu như là bên đạo Thiên Chúa làm dân lễ gì đó. Thì cái hội Tam Điểm này, ông dân Washington cũng làm lễ khởi công xây dựng, thì cũng kiểu là hội Tam Điểm đó. Và cái viên gạch đặt xuống chỗ nhà quốc hội này bây giờ người ta tìm không ra cái viên đá đầu tiên nó nằm ở đâu. Đó thì nó rất là to khổng lồ như vậy. Đó là khi ông bạn biết cái nền tảng của nước Mỹ là nền tảng về tam quyền phân lập và quốc hội đóng vai trò rất là lớn, có thượng viện hạ viện rất là lớn, nên cái tòa nhà quốc hội này xây rất là to, nó to hơn nhiều so với cái nhà trắng nằm hướng phía bắc nam này. Bên này các bạn, đó là chỉ nơi ở riêng dành cho tổng thống thôi, có thể lên xuống được, nhưng mà tòa nhà quốc hội này nhân dân làm chủ, họ sẽ làm chủ suốt cả quá trình phát triển của nước Mỹ luôn các bạn. Đó, ý nghĩa đó là tại sao tòa nhà quốc hội rất là to hơn dinh tổng thống là vậy các bạn. Thì mình cho bạn coi cái hình để bạn biết được là cái cấu trúc của thiết kế design của Washington DC có rất là nhiều thứ hay ho như vậy các bạn. Đó. Thì nếu mà bạn nào thích về hội Tam Điểm này nọ hơn á, thì mình có dịp mình qua châu Âu này nọ, mình sẽ review cho bạn nhiều hơn về hội Tam Điểm, tại vì có rất là nhiều thứ giấu ở tại Pháp hoặc là tại Anh. Rất là nhiều thứ mà về hội Tam Điểm này thì mình sẽ qua đó, tại nó nguồn gốc nó xuất phát từ bên Scotland Anh này nọ, xong nó di chuyển qua Pháp, qua châu Âu, xong nó mới qua bên Mỹ các bạn. Thì bạn nên nhớ là khi mà nước Mỹ giành độc lập và sau cái cuộc cách mạng Mỹ giành độc lập là có sự trợ giúp rất là lớn của bên Pháp các bạn, là tại vì Pháp với Anh nó không có ưa gì nhau hết, nó đập nhau suốt ngày à, nên thằng Pháp nó mới tài trợ cho thằng Mỹ nè, để với lại Washington thì mới giải phóng được ở 13 bang thuộc địa bên này các bạn. Không có sự trợ giúp đắc lực của Pháp thì nhiều khi đó là nước Mỹ khó mà giành được độc lập đó các bạn, tại lúc đó nước đế quốc Anh rất là mạnh, bạn hiểu không? Nếu mà không có Pháp lúc đó mà chen chân vô thì rất là khó để mà giành độc lập lắm các bạn. Đó, thì bạn biết đó là cái hội Tam Điểm này nó có hay là lúc mà ông Hitler phát xít Đức Hitler các bạn, ông có nghĩ là cái hội Tam Điểm này là do Thái đứng sau lưng rồi thành chôn rồi là muốn gọi là phá thể chế nước Đức, rồi muốn đứng lên làm lãnh đạo thế giới, nên ổng thù người Do Thái, nên ổng gọi là cũng muốn tiêu diệt người Do Thái nữa, một phần lý do nữa các bạn. Và thứ hai nữa, bạn biết ông tổng thống John Kennedy là ở tại Mỹ và năm 1963 ông bị ám sát chết các bạn. Đó, thì ổng được chôn ngay tại ngay lầu Năm Góc bên này, mình sẽ qua đó review cho bạn coi ông tổng thống John Kennedy như thế nào, nằm ở đâu như thế nào thì cho bạn thấy. Thì người ta cho rằng đó cái thằng mà ám sát ông tổng thống John Kennedy là ổng là thuộc thành viên của hội Tam Điểm các bạn ạ. Nghĩa là khi mà không theo sự mà gọi là chỉ thị của hội Tam Điểm là có thể bị thủ tiêu nha các bạn. Đó là mình nói về những cái thuyết âm mưu cho bạn biết là về cái hội Tam Điểm này. Đây là một cái hội tập hợp rất là nhiều thành phần trí thức mà gọi là đứng trên chóp bu của thế giới luôn nha các bạn, chứ không phải là những thành viên bình thường mà vô được đâu. Đó. Bạn muốn hiểu sâu hơn về Tam Điểm hay muốn nghe gì đó thì cứ coi đọc mấy cái tiểu thuyết của Sean Bowen, nhiều khi coi cũng vui lắm bạn, đọc cũng hay, biết về nhiều kiến trúc hội họ, rồi biết về những kiến thức nhiều hơn về lịch sử một chút. Nói chung là ổng xào nấu mình coi theo kiểu mà đứng ở trên nhìn xuống cho vui thôi, được rồi, đừng không nên đứng nặng về tôn giáo đó. Ok, nói chung là mình nói sơ sơ cho bạn coi hết cả DC, thành phố Washington DC, rồi cấu trúc kiến trúc, rồi mộ ông Washington như thế nào, thì cha già dân tộc của nước Mỹ họ bây giờ nằm ở đâu ra sao, rồi ổng khi cuộc đời sự nghiệp ổng như thế nào các bạn. Khá là đầy đủ rồi các bạn. Thì series này sẽ còn tiếp thôi rất. Thì series này tiếp theo sẽ còn có nhiều thứ hay hấp dẫn hơn. Đón chờ các bạn ở bên đằng sau. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh, nhớ like, chia sẻ nữa. Mình còn review tới Hải Dân ở bên đằng sau. Bây giờ đi qua bên mộ ông John Kennedy review cho bạn nữa là kết thúc nha bạn. Và bạn nhớ nha, cái yếu tố mà xây dựng cái thành phố Washington DC này nó kết hợp giữa phong thủy, nên cái gồm là đất, nước, gió và lửa, gọi là phong thủy nha. Đất, nước, gió, lửa, những yếu tố mà cấu thành nên gọi là nguyên tố của trái đất đó. Còn mình không tính vô kim loại nha bạn, tại kim loại nó cũng có đây rồi. Bạn nhìn thấy trước nhà quốc hội em có nước rất là nhiều, đây là yếu tố là nước nè, phải không? Gió, nước, rồi nọ, cái đài tưởng niệm của đài tưởng niệm Washington, mà khi mà nắng nó chiếu xuống nó sẽ ngã xuống một cái hồ nước ở trước Lincoln luôn các bạn. Rất là nhiều thứ hay ho. Và mình qua Washington, mình qua bên Joe Kennedy, mình sẽ thay cho bạn coi là có lửa trong đó nữa bạn. Có lửa, đất, nước, gió, lửa, tự nhiên làm cho nước Mỹ trường tồn, phát triển. Ok không? Nhớ đăng ký kênh, nhớ like, chia sẻ. Mình còn review những thứ hay hấp dẫn hơn đằng sau. Giờ kết thúc. Đi qua đó review cho bạn coi mộ ông Joe Kennedy nữa là kết thúc nha các bạn. Rất là to, đẹp.